Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê, mình là Mika đây. Ngày hôm nay thì mình đang có trên bàn đây là Realme GT Neo 3 và Redmi K40S. Trong video Speed Test hôm trước thì cái con chip Snapdragon 888 của chiếc Xiaomi 11T Pro đã đè bẹp cái chiếc Realme GT Neo 3 với con chip Dimensity 8100. Thế cho nên trong video ngày hôm nay thì mình sẽ thử test con chip Dimensity 8100 với lại Snapdragon 870 thử xem sao, để xem rằng là kết quả nó sẽ như thế nào các bạn nhé. Trước khi đi vào chi tiết của video thì mình cũng xin cảm ơn Điện Thoại Hay đã hỗ trợ cho mình cả hai chiếc máy này để thực hiện video. Và hiện tại mức giá của cả hai chiếc máy này nó cũng đang ngang nhau nữa các bạn à. Nó cũng dao động tầm khoảng là 8 triệu đồng thôi. Ở tại Điện Thoại Hay các bạn có thể tham khảo cả hai chiếc máy này luôn nhé. Ok, quay trở lại với nội dung chính của video thì bây giờ mình sẽ show cho các bạn xem về mặt đa nhiệm này. Không có gì cả nha. Sau đó là tiến hành khởi động lại. Mua laptop cũ giá rẻ, bảo hành trọn đời đến ngay tinphatlaptop.com. Mua qua kênh Dương Dê, giảm luôn 300.000 đồng. Như vậy là cả hai chiếc máy này đều đã khởi động lên và không có ứng dụng gì chạy ngầm cả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần speed test luôn. App đầu tiên này, AnTuTu Benchmark 1, 2, 3. Ok, nói chung là cái khoảng trên nó không quá là đáng kể. Còn về cái khoảng trên lệch thì chúng ta có thể thấy rõ ràng một đời chip ở đây luôn. Đấy, bao gồm là GPU này, CPU này. Đó, ok, chỉ để tham khảo thôi mà. CSR Racing 2 phản hồi rất đều nhau. Ok, Realme GT Neo 3. Hello neighbor. Video hôm nay thì mình sẽ so sánh dựa trên phân khúc giá các bạn nha, để xem rằng là cùng một số tiền chúng ta bỏ ra như thế thì sự lựa chọn nào nó sẽ mang lại một cái giá trị hiệu năng cao nhất. Nhiều bạn sẽ bảo rằng là con Realme GT Neo 3 nóng, nhưng mà thực chất thì mình nghĩ nó sẽ ngược lại. Vì cơ bản ở đây các bạn phải hiểu rằng là hiệu năng nó cho bung tới mức là 48, 49, 50 độ như thế, thì rõ ràng là nó không có bị bóp hiệu năng. Đó, và nó bung như thế để nó đảm bảo là gì? Đảm bảo là hiệu suất chơi game tốt nhất có thể. Nên mình nghĩ là chúng ta vẫn có thể châm trước được cho em Realme GT Neo 3 về cái khoảng nhiệt độ với con chip Dimensity 8100 này. Entry Bird 2. Đấy, thấy chưa? Đối với tựa game này thì Redmi K40S đã vào trước rồi. Rất đáng để thử là video này đúng không nào? Subway Surfer. Xét về mức hiệu năng nó có thể là trên nhau đi, nhưng mà rõ ràng là về phân khúc giá nó ngang nhau. Rất nhanh đến từ Redmi K40S. Fruit Ninja 2. Rồi, lần này là Realme GT Neo 3, Real Steel 1, 2, 3. Rất nhanh đến từ K40S, Injustice 2. Về trải nghiệm thực tế thì mình thấy rằng là đặc biệt với những tựa game phổ biến, con chip Dimensity 8100 nó đang làm rất tốt các bạn nhé. Đấy. Ồ, đối với lần này thì Realme GT Neo 3 đã vào trước. Mortal Kombat.
Ok, Redmi K40S các bạn ơi, Advan 8. Dạo này thấy Redmi K40S nhanh nhẩu phết nha. Được đấy. Heist. Nhưng mà cần phải thêm một video test với lại K50 nữa thì nó mới là hợp lý. Khả năng cao là có thể là do Realme tối ưu cho con Dimensity 8100 này đấy. Cũng chưa có thể nào là kết luận theo kiểu là đánh đồng được. Còn em Redmi K50 nữa mà, đúng không nào? Ok. Từ game cuối cùng, Hungry Shark. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ không test AnTuTu các bạn nhé. Vì chúng ta đã biết đó chính là AnTuTu trên Redmi K40S nó không cho chạy. Đó, cho nên là thành ra thôi coi như bỏ phần này. Và trong video hôm trước thì nhiệt độ của chiếc Realme GT Neo 3 nó cũng lên tới là gần 50 độ khi mà test ngang chiếc Xiaomi 11T Pro. Rồi, và đó cũng là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong video của ngày hôm nay. Các bạn muốn mình speed test chiếc máy nào với chiếc máy nào thì xin hãy comment phía bên dưới mô tả của video nhé. Mình sẽ chọn lọc ra những cái chiếc máy mà được nhiều bạn bình chọn nhất, sau đó là đem làm video luôn, chiều các bạn hết cỡ. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.